Vậy là mùa hè lại đến. Có lẽ đối với mọi người, đây sẽ là một mùa hè bình dị như bao mùa hè khác. Nhưng với những học sinh lớp 12 như tôi, mùa hè này rất đặc biệt. Vì đây là thời điểm chúng tôi chọn hướng đi riêng để bước vào đời. Một mùa hè đầy hứa hẹn với bao hoài bão và hy vọng. Ai cũng có những dự định riêng, nhưng tất cả đều muốn tranh thủ làm điều gì đó trước khi những ngày học sinh kết thúc. Người tranh thủ chuyện trò với bạn bè, người thì thảo luận chuyện tương lai, có người thì chỉ mải miết với việc học của mình, và có người nhân cơ hội cuối cùng này bày tỏ với người mình yêu mến. Tất cả đều muốn lưu lại một vài kỷ niệm trước khi những ngày học sinh kết thúc. Nhưng tôi ghét mùa hè này từ lúc biết cảm nhận mọi việc xung quanh. Những ngày hè nắng chói chang luôn là thứ tôi yêu thích nhất. Nhưng trong cuộc đời mỗi chúng ta luôn có lúc phải đưa ra sự lựa chọn. Sự lựa chọn giữa lý trí và con tim. Để đưa ra một quyết định khiến bản thân không phải hối tiếc luôn là điều khó khăn nhất. Có lẽ điều tôi sắp làm sẽ khiến mọi thứ tôi luôn trân trọng tan biến vào trong ánh nắng chói chang của mùa hè này. Nhưng nếu không làm vậy, có lẽ tôi sẽ hối hận suốt quãng đời còn lại của mình. Thời tiết nóng quá nhỉ? Ừm, nóng thật. Này, cậu đã có dự định gì sau khi tốt nghiệp phổ thông chưa? Chưa. Thật à? Ừm, mình vẫn đang suy nghĩ. Này, hoa phượng nở gì kìa? Ừm. Trông đẹp quá nhỉ? Ừm, ta đi thôi nào. Nè, cậu có tin vào sự bất diệt không? Mình không tin. Mình cũng vậy, tình cờ quá ha. Sao cậu lại hỏi mình câu đấy? Không, không có gì đâu. Có chuyện gì giống mình đúng không? Đâu có,
Chỉ là mình đang băn khoăn một chuyện. Chuyện gì cơ? Thì... Nếu cậu không muốn nói thì thôi vậy. Ta đi tiếp mà. Này Tuyết, sau khi tốt nghiệp mình sẽ đi du học. Thật à? Mình yêu cậu. Hả? Mình yêu cậu Tuyết ạ. Từ rất lâu rồi. Hôm nay cậu vui tính thật đấy Khải ạ. Mình đang rất nghiêm túc đó. Mình có chút việc, mình đi trước nhé. Chào cậu. Có lẽ tôi sắp mất đi một người bạn.